đầm nha, đầm chấm bi, vai trên là phối đen, ở trên đây là thun màu da. Mặc lên là nó sẽ tiệp màu da với mình luôn. Xong rồi nhìn thấy là chỉ thấy là cái ren như vậy thôi. Kiểu nhìn rất là hay. BB nha, BB năm nay đang là mốt. Đây là chiếc thun của nó nè. Vải như là vải thun lạnh vậy. Thun lạnh màu da ha, phối thêm ren. Ren đẹp nha. Vải bi ha, bi chút con. Nó có tặng kèm cọng dây nè, an eo. Nó có hai cái đĩa bên đây, mình có thể xỏ vô thắt. Mình không thích thì mình cứ tháo ra, mình không thắt cũng được. Hoặc là mình thắt dây nịch của mình cũng được đó, hoặc là mình không thắt cũng được. Không thắt thì nó ra cái đầm hơi xương dạng chữ A. Ở dưới đây là của nó là dạng hơi đuôi cá nè, đuôi cá dưới tí xíu nha. Mặt sau của nó, sau của nó cũng như mặt trước thôi ha, nó cũng vậy. BB năm nay đang là hot nha. Mẫu đầm này là giá chỉ có 320 nghìn thôi nha, quá rẻ luôn. Hàng mới về.